Thưa quý vị, tính tới cuối tuần này, trên các cửa khẩu phía Bắc của nước ta vẫn đang ùn ứ trên 5.500 xe tải và container các mặt hàng nông sản. Riêng tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn thì lượng xe đang bị ùn ứ lên tới hơn 4.000 xe. Chủ yếu các xe này đã tập kết tại cửa khẩu hơn 20 ngày nay. Nhiều loại nông sản đã hư hỏng. Và trước thực tế, nhiều chủ hàng và lái xe gặp khó khăn trong ăn ở sinh hoạt trong quá trình chờ thông quan nông sản hàng hóa, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều biện pháp hỗ trợ tạm thời, đặc biệt là tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ tại cửa khẩu Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng hàng ngày, liên tục trong ngày thì những âm thanh từ loa phóng thanh nhắc nhở những lái xe ở khu vực bãi xe cửa khẩu Tân Thanh về quy định phòng chống dịch bệnh cũng như bảo quản tài sản cá nhân. Điều này có thể thấy rằng là việc tập trung rất nhiều xe cũng như người và phương tiện về đây cũng là nguy cơ có thể bùng phát dịch COVID-19. Và đây là điều rất đáng lưu tâm với tỉnh Lạng Sơn cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh ở vùng biên trong thời điểm như thế này. Đã hơn 20 ngày nay, anh Toàn và các lái xe từ khu vực phía Nam đã đánh xe về khu bãi đỗ xe phi thuế quan của cửa khẩu Tân Thanh để chờ được thông quan xuất thanh long sang Trung Quốc. Tự nấu ăn ngay cạnh xe, ngủ trên cabin, anh và các lái xe đã và đang trải qua những ngày khó khăn chưa từng có. Bởi phải lo cả việc làm sao nhanh chóng xuất được hàng khi thanh long đang hư hỏng theo từng ngày. Và phải lo cả nguy cơ dịch COVID-19 rình rập khi ở đây đang tập trung rất nhiều lái xe. Thì nói chung ở đây ăn uống thì nói chung sinh hoạt nó phức tạp lắm, thiếu thốn đủ thứ đó, chứ không có cái gì đủ. Ngủ đêm thì ngủ ở xe nè, lên xe ngủ, ăn nằm xe ngủ, xe cũng lên về nhà thôi. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, nơi đang có gần 10.000 lái xe và thương nhân đang có mặt trên địa bàn các cửa khẩu, tỉnh Lạng Sơn đã lập các chốt kiểm soát dịch bệnh. Theo đó, tất cả các lái xe sẽ được xét nghiệm định kỳ 3 ngày một lần. Nếu muốn vào bên trong khu vực cửa khẩu, sẽ phải có giấy xét nghiệm âm tính. Điều này vừa đảm bảo an toàn cho chính các lái xe, nhưng cũng là đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch rất nghiêm từ phía Trung Quốc. Ngoài ra, các lực lượng như biên phòng, hải quan, quản lý thị trường, y tế và chính quyền địa phương cùng vào cuộc để kiểm soát an ninh trật tự, cung cấp nước sạch cho các lái xe. Đội cũng duy trì đảm bảo an ninh trật tự ở trong khu vực các bến bãi để đảm bảo cho các lái xe giữ khoảng cách, thực hiện đúng 5K, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự. Trước tình hình ùn tắc kéo dài, để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và lái xe, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định giảm 20% giá dịch vụ ra vào bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực cửa khẩu Tân Thanh đối với tất cả các loại phương tiện. Thời gian giảm phí sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên hỗ trợ giảm giá dịch vụ phương tiện vận tải lưu ngày, đêm tại bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh cho các doanh nghiệp.